Nữ diễn viên Emma Watson đang chuẩn bị có hành động pháp lý chống lại tin tặc sau khi một số ảnh riêng tư của cô bị tung lên một mạng chia sẻ tài liệu nặc danh. Tuy nhiên, theo đại diện của nữ diễn viên trẻ này, trong số ảnh bị lộ không có ảnh khỏa thân của cô. Những bức ảnh chụp một buổi thử đồ của Emma với một stylist vài năm trước đã bị đánh cắp. Chúng không phải là ảnh khỏa thân. Chúng tôi đã có chỉ đạo cho luật sư và sẽ không bình luận gì thêm. Hiện vẫn chưa rõ ràng các luật sư của nữ diễn viên sẽ làm gì hoặc kiện ai. Vừa qua, ngôi sao của loạt phim Harry Potter đã trở thành trung tâm của các cuộc tranh cãi trên mạng xã hội về ảnh bìa lộ ngực cô chụp cho tạp chí Vanity Fair. Nhiều người lên án Emma Watson, một đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc về quyền và bình đẳng cho phụ nữ, đã phản bội lại lý tưởng nữ quyền. Nhưng Emma đã đáp trả rằng nữ quyền là được lựa chọn, được tự do, giải phóng và bình đẳng, chứ không liên quan đến ảnh bìa tạp chí của cô. Những rắc rối này xảy đến khi Emma Watson đang quảng bá cho bộ phim Beauty and the Beast sẽ trình chiếu vào ngày 17 tháng 3 sắp tới.